Ngày 26 tháng 6 năm 1988, tại Saint-Louis, Pháp, một máy bay Airbus A320 đang chuẩn bị cho một chuyến bay trình diễn tại triển lãm hàng không Hapsham tại Pháp nhằm giới thiệu và chứng minh khả năng cơ động và an toàn của A320. Chuyến bay khai thác bởi Air France mang số hiệu AF296Q có hành trình từ Saint-Louis để đến trình diễn tại Hapsham và quay lại điểm xuất phát ngay sau đó. Với độ dài đường bay là 30 km, sẽ mất khoảng 10 phút bay và họ sẽ dành thêm khoảng 15 phút nữa cho buổi biểu diễn. Tại đây, Air France cùng với một số lãnh đạo của Airbus đang tổ chức một cuộc họp báo để giới thiệu về dòng máy bay mới. Cơ trưởng là ông Michel Asselin, 44 tuổi. Ông có kinh nghiệm 10.463 giờ bay, với 138 giờ trong số đó là trên A320. Cơ trưởng được đánh giá là một phi công giỏi, có gần 20 năm gắn liền với Air France. Tại đây, ông là người đứng đầu phân khu huấn luyện bay A320, vì ông từng là người bay thử nghiệm dòng máy bay này cho Airbus. Lúc này, ông cho rằng A320 là một dòng máy bay hiện đại, với hệ thống máy tính không thể bị đánh bại. Cơ phó là ông Pierre Mazier, 45 tuổi. Ông kinh nghiệm 10.853 giờ bay, với 44 giờ trên A320. Sau khi những chiếc A320 đầu tiên được bàn giao cho Air France, cơ phó đã nhanh chóng tham gia khóa học chuyển loại. Ông từng là cơ trưởng trên các dòng Boeing 737, 707. Nhìn chung, cả hai thành viên phi hành đoàn đều là những người có kinh nghiệm bay tốt và hiểu rõ máy tính quản lý bay của A320. Sau khi buổi họp báo kết thúc, có tất cả 136 người đã lên máy bay, bao gồm 130 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn. Có rất nhiều phóng viên và nhà báo, nhưng phần lớn là hành khách may mắn trúng thưởng của Air France để tham gia chuyến bay này. Máy bay Airbus A320 mang số đăng bạ FGFKC. Đây là chiếc A320 thứ 9 được Airbus sản xuất và được bàn giao cho Air France vào 3 ngày trước. Chiếc máy bay mới 100%, được trang bị hai động cơ CFM56. A320 cũng là một trong những dòng máy bay tiên phong có hệ thống điều khiển điện tử Fly-by-Wire với mức độ tự động hóa cao. Lái tự động được kích hoạt và bay ổn định tại độ cao 3.000 feet. Lúc này, cả hai phi công bắt đầu bàn bạc lại với nhau về màn trình diễn tại triển lãm hàng không Hapsham, nơi quy tụ hàng nghìn khán giả. Ở lần đầu tiên, cơ trưởng sẽ cho máy bay bay áp sát mặt đường từ phía đường băng 02 của sân bay Hapsham. Sau đó, họ sẽ quay lại và làm tương tự từ phía đường băng 20 trước khi quay về lại sân bay xuất phát ở Saint-Louis. Cả hai phi công thỏa thuận, cơ trưởng cầm lái, cơ phó chịu trách nhiệm giám sát buổi biểu diễn, vì cả hai muốn máy bay lướt qua chậm nhất có thể trong khi bay qua ánh mắt của khán giả. Ở bên trong, đội ngũ phóng viên liên tục tác nghiệp và chụp hình nội thất của máy bay. Nhiều dịch vụ đặc biệt cũng được Air France tổ chức trên chuyến bay này. Trong số các hành khách có mặt trên chuyến bay, có một cô bé 14 tuổi người Pháp đi một mình và một cậu bé bị khuyết tật ngồi ở ghế 4F, cậu không thể tự di chuyển.
Cơ trưởng muốn máy bay phải bay thật chậm trong lúc trình diễn, nên ông yêu cầu cơ phó vô hiệu hóa lớp bảo vệ Alpha Flight của A320. Alpha Flight là một trong những tấm lá chắn quan trọng được Airbus lập trình để đảm bảo an toàn cho A320. Như ta đã biết, máy bay phản lực sẽ mất độ cao hoặc rơi nếu phi công không giữ được vận tốc an toàn. Trường hợp máy bay rơi do bay quá chậm được gọi là thất tốc. Để ngăn chặn việc phi công có thể gây nguy hiểm cho chuyến bay, Airbus đã tạo nên Alpha Flight để đối phó với trường hợp này. Khi máy tính giám sát bay phát hiện vận tốc máy bay giảm đến mức cận kề với nguy hiểm, Alpha Flight sẽ tự động được kích hoạt. Sau khi được kích hoạt, Alpha Flight sẽ khóa công suất động cơ ở mức cao nhất, đồng thời điều khiển bánh lái đuôi để lấy lại vận tốc an toàn cho máy bay. Một khi Alpha Flight được kích hoạt, phi công sẽ không có quyền điều chỉnh công suất động cơ cho đến khi chuyến bay vào trạng thái an toàn. Sau khi tắt Alpha Flight, phi hành đoàn tin rằng hệ thống này sẽ không gây trở ngại khi họ cố biểu diễn ở tốc độ thấp. Theo lệnh ATC, phi hành đoàn bắt đầu cho máy bay giảm độ cao để tiếp cận sân bay Hatsham. Triển lãm hàng không Hatsham là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất nước Pháp, nơi quy tụ nhiều dòng máy bay độc đáo. Nhiều màn trình diễn mãn nhãn được thực hiện, với hàng trăm máy bay từ dân dụng đến quân sự, từ tư nhân đến nhà nước, tất cả đều quy tụ tại đây. Do đây là sân bay địa phương khá nhỏ, nên hầu như nó không xuất hiện trong máy tính quản lý bay của các dòng máy bay thương mại lớn. Chính vì vậy các phi công sẽ điều khiển máy bay thông qua những gì họ thấy được qua kính lái. Cơ trưởng thừa nhận ông chưa bay đến đây bao giờ, nên hơi khó xác định phương hướng. Cơ trưởng tắt lái tự động để dễ dàng phô diễn trước khán giả. Tốc độ máy bay được giảm đến mức thấp nhất có thể. Cơ trưởng sẽ giữ cho máy bay ở độ cao 30 feet, tương đương 9 mét so với mặt đất. Khi đến gần đường băng, cơ trưởng lượn nhẹ sang phải vì thấy phần lớn khán giả tập trung tại đây. Ban đầu mọi thứ có vẻ ổn, mọi người hò reo rất khí thế, khiến phi hành đoàn thích thú. Cả hai phi công mãi cười, cho đến khi họ hoảng hốt nhận ra phía cuối đường băng là một khu rừng. Cơ trưởng cố gắng tăng lực đẩy để vượt qua khu rừng.
Terrain. Sau cú va chạm, bình nhiên liệu bốc cháy dữ dội, khói độc tràn vào cabin hành khách. Nhưng may mắn thay, 133 người đã thoát ra khỏi máy bay thông qua một lỗ thủng. Ba người thiệt mạng, người thứ nhất là cậu bé bị khuyết tật không thể di chuyển. Cô bé 14 tuổi gặp khó khăn trong lúc mở dây an toàn và được một người phụ nữ giúp đỡ, nhưng không may cả hai người đã bất tỉnh do ngạt khói. Thảm kịch trên khiến Airbus chao đảo khi vừa mở bán A320, phi hành đoàn bị tạm giam để điều tra. Cục An toàn Vận tải Hàng không Pháp phối hợp với Airbus điều tra vụ tai nạn. Cơ trưởng cho rằng lỗi thuộc về Airbus và cho rằng Airbus đang làm sai lệch các dữ liệu hộp đen để buộc tội phi công. Theo ông, hệ thống máy tính A320 không phản ứng chậm chạp, đặc biệt là động cơ không phản hồi đủ nhanh để máy bay vượt qua khu rừng. Ngược lại, Airbus đã đáp trả bằng cách tung ra hàng loạt bằng chứng. Vào thời điểm máy bay va chạm với khu rừng, cảnh báo thất tốc đã được nghe thấy qua hộp đen, chứng tỏ rằng nếu cả hai phi công không thắt lớp bảo vệ Alpha Floor, có thể vụ tai nạn đã không xảy ra. Đồng thời, vận tốc bay quá chậm dưới mức bình thường là một điều cấm kỵ trong ngành hàng không, vì ở giải vận tốc đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Cơ trưởng bị phạt 6 tháng tù cùng với 12 tháng cải tạo. Cơ phó nhận 12 tháng tù treo. Cả hai đều bị buộc tội ngộ sát. Sau khi hết hạn tù, cơ trưởng tiếp tục làm đơn tố cáo Airbus vì ông không cho rằng lỗi thuộc về mình. Cuối cùng đơn tố cáo của cơ trưởng bị bác bỏ, ông bị nhận thêm 10 tháng tù giam và 10 tháng cải tạo. Mặc dù thất bại trong thời điểm ra mắt, nhưng A320 đã chứng tỏ rằng đây là một trong những dòng máy bay có hệ thống máy tính an toàn và thông minh nhất. Tính đến nay, đã có gần 11.000 máy bay thuộc gia đình Airbus A320 được chế tạo, trở thành dòng máy bay dân dụng phổ biến thứ hai trên thế giới, chỉ sau Boeing B737.